chào anh em đã quay trở lại với kênh xe tải của em. Thì hôm nay em đang ở cái xưởng dịch vụ của ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai. Bên em có bán cái xe dắt A5 3 chân. Thì cái dòng xe này là dòng xe có hai cơ bản, là một cái là 6x2 và một cái là 6x4 ha, hai cầu thạch. Thì đây là cái phiên bản xe 3 chân nóc cao mới đời 2024. Thì hiện tại xe này là sẽ có hai chỗ ngồi và hai giường nha quý vị nha. Với cái đầu cabin là đầu cabin giống như là đầu cabin của xe 5 chân. Đó, xe dắt 3 chân đợt này nhìn nó rất là cứng cáp chắc chắn ha. Đối với cái dòng xe này thì hiện tại là xài động cơ du chai 6.8 lít. 6.8 lít và có cái công suất là 260 mã lực nha quý vị nha. Đó, cabin rất là đẹp ha. Phần mặt trước của xe thì mình sẽ có cái phần cụm đèn là đèn pha cốt xi nhan và có đèn bi cầu lồi cũng như đèn led nha quý vị nha. Phần phía dưới thì mình sẽ có đèn sương mù. Đó, tổng thể chiếc xe này thì mình có thể thấy nó rất là cân đối. Và phiên bản mới này thì mình sẽ có thêm cái phần gương này. Đó, gương nhìn nó rất là đẹp ha. Đó. Đây, quay cho quý vị thấy. Đó. Cabin xe rất là đẹp. Thì hiện tại đối với cái xe dắt 3 chân này thì mình sẽ có cái thùng là chiều dài là 9m7, chiều dài ngang là 2m360 và cao là 2m15. Thì hiện tại xe này đang sửa thùng theo như ý muốn của khách hàng. Đó, nếu như khách hàng nào mà đang có nhu cầu thì cũng có thể đến bên em hỗ trợ sửa thùng cho khách hàng. Khách hàng này thì họ sẽ gỡ toàn bộ cái vị chuồng heo này ra. Toàn bộ cái vị chuồng heo này ra để họ làm cái thêm một cái phần khung đà nữa. Thì cái thùng này là thùng nhà máy họ đóng là họ sẽ đóng cái cố định cái vị ở trên, cho nên bây giờ là sẽ bắt buộc là phải làm thêm một cái phần đà dọc phía trên và mình gắn thêm các cái khóa bản lề để mình nâng cái vị lên ha. Thì cái như vậy thì nó sẽ tiện lợi hơn cho khách hàng khi mà khách hàng lên xuống hàng hóa. Còn đợt này thì xe dắt A5 5 chân, 3 chân, 4 chân, các cái loại xe thì họ đều đóng bừng là một lớp hết, chứ không có giống như trước đây đóng là bừng là hai lớp nha quý vị nha. Đó. Cái tải trọng của xe này thì bữa nay là được, nếu mà có loại mà một cầu led á thì 6x2 á thì nó được 14.6 tấn, còn nếu mà cái loại mà cầu hai cầu thật là nó được 13.6 tấn thôi nha quý vị nha. Cho nên quý vị cân nhắc cái loại nào mình sử dụng cho nó phù hợp. Đây, bây giờ mình sẽ lên trên phần nội thất của xe. Nội thất của xe thì nói chung là nếu mà quý vị đã thích cái xe nhập khẩu rồi thì mình lên chiếc này mình sẽ mê đó. Chiếc này với chiếc hộp vỏ mắt thì nói chung là nội thất nó rất là đẹp ha. Nội thất là các cái phần ghế, như ví dụ như là ghế tài xế này, họ thiết kế là ghế da và có ghế hơi nha. Còn trên này mình sẽ có hai giường nè quý vị. Phần phía dưới thì cái xe này thì nó không có cúp hông đâu quý vị nha. Đó. Còn đây là phần vô lăng xe. Vô lăng xe thì hiện tại là giờ đang có vô lăng có gì hình chữ dắt nè. Vô lăng này thì nhìn nó sẽ rất là đẹp ha. Đó. Thì hiện tại là giờ do cái nhu cầu làm thùng á, cho nên là đã gỡ cái cặp bình ra rồi. Nên quý vị có thể nhìn tạm cái này trước đi. Thì đồng hồ này em nói là cũng rất là đẹp nha quý vị nha. Rồi, bên cạnh đó thì mình sẽ có cái phần màn hình Android khoảng cứ chừng 9 inch nha quý vị nha. Đó. Hiện tại trên cái xe này nó cũng sẽ có cái nút điều chỉnh ga nè. Ví dụ như là quý vị nào mà cần mà đang đi đủ tải nha. Đủ tải thì mình để bình thường thôi. Đang đi xe không thì mình để bình thường là nút empty nè. Đó. Còn đi những cái nút này, nước này á, và cái nước này là nước cao nhất là khi mà quý vị đi đủ tải hoặc quá tải, còn nước này là đi không xe không nha quý vị nha. Đó, mình sẽ có những cái nước như vậy đó. Rồi. Hiện đó thì quý vị thấy là cái phần xe này nó làm rất là chỉnh chu, rất là đẹp nội thất nè. Rất là đẹp, rất là chỉnh chu ha. Đó. Phần phía này trên này mình sẽ có một phần mà để đựng đồ nè. Đó. Rất là gọn gàng, rất là đẹp ha. Rồi. Phía sau này thì mình cũng sẽ có cái phần này là phần
cắm điện USB rồi đèn các thứ nha, rất là tiện lợi. Bây giờ mình sẽ đi cùng đi đến cái phần khung gầm xe. Thì bánh xe thì hiện tại bánh này nó xài bánh 12R2.5 nè quý vị. Đó, quý vị không biết có nhìn rõ không, mà bánh 12R22.5 mình treo trước của xe đây, nó làm phục trợ lực và phần giúp lá như vậy ha. Động cơ thì động cơ du chai. Quý vị biết là xe Trang Long với xe Dắt này nó xài chung động cơ du chai, nhưng mà nó sẽ khác một số, ví dụ như phần lọc nè nó sẽ khác. Nói chung là mỗi cái nó đều có cái ưu điểm của nó sẽ khác nhau tí xíu ha. Hiện tại là xưởng dịch vụ bên em là nhận làm tất cả các cái công đoạn, ví dụ như là đóng thùng, sửa chữa, làm máy các thứ. Đây anh em đang ngồi nghỉ ngơi tí đó. Cái xe này là xe 6x2 cho nên quý vị thấy là nó đằng sau nó một cầu lết nè, còn cái cầu thật của nó đây phần nhíp lá nè quý vị ha. Đây là phần cầu của nó ha. Xe này sẽ có tải trọng là 14,6 tấn. Chassis thì chassis 2 lớp nha quý vị nha. Đó. Đây là một cái dòng xe nói chung là hiện tại cũng đang rất là phù hợp với khách hàng nào đang cần chở tải khoảng 15 tấn. Tổng thể chiếc xe quý vị nhìn thấy có đẹp không ạ? Thì nếu mà quý vị nào đang cần mua xe có thể liên hệ đến em theo số máy 0357336326. Hiện tại xe này đang được hướng đến khách hàng, cho nên là đang định hướng là sẽ bán nhanh, thu hồi vốn nhanh cho công ty, cho nên là bên em đang có chương trình hỗ trợ khách hàng là từ 10-15 triệu một chiếc xe. Quý vị khách hàng nào đang có nhu cầu mua xe có thể liên hệ đến em theo số máy 0357336326. Quý vị nha, giá thành xe này rất là rẻ, rất là hợp lý để cho mình đầu tư. Và chất lượng thì quý vị biết rồi, Jack 4 năm đến 5 năm nay thì chạy rất là nhiều trên thị trường nha. Rồi em xin chào và cảm ơn quý vị đã coi clip này ạ.